Xin hân hoan và chào đón nhà mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip buổi chiều tối ngày 7 tháng 3. Thì rất vui là được đồng hành và chia sẻ những sản phẩm vừa sưu tầm được đến cả nhà mình. Thì đến với clip chiều tối ngày hôm nay thì bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em cũng có về được vài sản phẩm đi, trước hết là giới thiệu, sau đó là giao lưu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Thì cả nhà mình xem được video nhớ giúp em cho xin một like và đăng ký kênh ha, để mai mốt em còn lên sản phẩm tiếp theo để giới thiệu và giao lưu cùng cả nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình, em có sưu tầm được một cái cây đồ lông đao nha, chất liệu vân đồng, chiều dài dài tổng thể là có khoảng là 64 cm và chiều cao tổng thể là có khoảng là 19 cm, chất liệu vân đồng, tổng trọng lượng là khoảng 4,3 kg cho tác phẩm này nha cả nhà mình ha. Đây là một những tác phẩm rất là đẹp, đây là một cây đồ lông đao nha, chất liệu vân đồng nguyên khối ha, cả nhà mình cùng xem đây đó, rất là đáng để sưu tầm nha. Kèm luôn một cái đế như thế này, cái đế là gồng luôn ha, và một cái cây này đồng nguyên khối hết, tổng trọng lượng là khoảng 4,3 kg. Thì cái cây này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu cho một sản phẩm rất là đẹp, về trưng bày phong thủy thì thôi khỏi chơi ha, để lên trên bàn là thôi rất là đẹp như cả nhà mình ha. Mã số 1 ngày hôm nay nha, có giá giao lưu cả nhà 4,5 triệu cho mã số 1. Rồi thứ hai, mã số 2 thì bên em có sưu tầm được một tượng quyền thoại Lý Tiểu Long, một những tác phẩm rất là đẹp. Đây một là một những quyền thoại võ thuật. Chiều cao tổng thể là có khoảng chiều cao đo được cả nhà mình là có khoảng là 34 cm, bề ngang vành đế là tầm có khoảng là 29, chất liệu vân đồng. Đây là một những quyền thoại võ thuật rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha cả nhà mình ha. Đây là một quyền thoại võ thuật nha, chất liệu vân đồng, đây cả nhà mình cùng xem đây đó, ở đáy đây ha. Và tác phẩm này có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình quyền thoại võ thuật này á, có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,9 triệu cho mã số 2 ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 3 thì bên em có sưu tầm được hai cái tượng thần tài thổ địa to, chất liệu bằng đồng, lâu lắm mới sưu tầm được một cặp như thế này, rất là đẹp như cả nhà mình ha. Và tổng trọng lượng của cặp này nó rơi vào khoảng là 9,3 kg và chiều cao tổng thể của mỗi ông là rơi vào khoảng là 24, ông này là có khoảng là 27 cm, bề ngang của mỗi ông là tầm có khoảng là 17, chất liệu bằng đồng, một ông thì cỡ trên một con tỳ hưu phong thủy cho cả nhà cùng xem ha. Mà ông này cỡ tỳ hưu nha, ông bên đây á thì cỡ trên một con cóc, tổng trọng lượng á của hai ông là khoảng 9,2 kg và có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,9 triệu cho một cặp như thế này, cặp rất là to nha, cặp này về trưng bày là thôi khỏi chê ha, thờ cúng. Mã số 3 của ngày hôm nay. Tiếp theo mã số 4 của ngày hôm nay thì em có sưu tầm được một cái ấm rất là độc lạ nha, đẹp độc lạ luôn ha. Cái ấm này rất là to, rất là dài và chiều dài tổng thể là có khoảng là 28 cm, rồi chiều cao tổng thể là có khoảng là 18, chất liệu vân đồng ha. Đây là một cái ấm trên đây nó có chạm chữ luôn nha, chạm những chữ đây cả nhà cùng xem ha, rất là đẹp nha, chữ được khắc ăn mòn. Và một cái ấm như thế này có giá giao lưu cả nhà 1,4 triệu nha cho mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5 là một cái siêu thuốc, cái siêu nấu thuốc chất liệu vân đồng. Thì cái siêu này có tổng trọng lượng là khoảng nửa ký và chiều dài tổng thể là có khoảng là 25 và chiều cao là 8 cm. Đây là một cái siêu thuốc chất liệu vân đồng, cả nhà cùng xem ha, trên đây có chạm rất là nhiều cái tích trên đây ha, rất là đẹp, tích những ông tiên đây nè. Một cái siêu này có giá giao lưu với cả nhà mình, một cái siêu này là 1,000,000 đồng nha, 1,000,000 đồng cho một cái siêu. Thì cả nhà có nhu cầu siêu tầm thì liên hệ em nha. Mã số 5. Rồi thứ hai mã số 6 ngày hôm nay đó là một cái gạt tàn hà mã. Đây một cái gạt tàn con hà mã rất là to, gạt tàn vô đây ha, rất là độc lạ nha. Cái gạt tàn hà mã này có tổng trọng lượng là khoảng 600 g, chiều cao là 13 cm và có giá giao lưu cả nhà 1,000,000 đồng ha cho gạt tàn hà mã ngày hôm nay. Ở đây cái đáy có chuyện luôn ha, gạt tàn hà mã. Đây là mã số 6. Tiếp theo mã số 7 ngày hôm nay là có tác phẩm tam mã, chất liệu vân đồng, bao gồm 3 con ngựa, chiều cao là có khoảng 20, rồi bề ngang là có khoảng là 14, chất liệu vân đồng ha. Đây cả nhà cùng xem ha, tam mã, ở đáy này có chuyện luôn ha, đây mặt sau đây, và có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,300,000 cho tác phẩm tam mã của ngày hôm nay nha. Đây là mã số 7. Tiếp theo mã số 8 hôm nay em có về có sưu tầm được một cặp ống nhổ trầu xưa rất là đẹp, và chiều cao tổng thể là có khoảng là 13, đường kính miệng là có khoảng 10 cm, tổng trọng lượng khoảng 1 kg. Và một cặp ống nhổ trầu xưa này chất liệu vân đồng, bao cái nhà chuẩn xưa luôn nha, mà có giá giao luôn cái nhà 1,4 triệu ha cho một cặp ống nhổ trầu này, rất là đẹp. Mã số 8.
Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 hôm nay là còn được một con cá chép ha. Một con cá chép ngậm gậy như ý, chất liệu vận đồng và chiều cao là có khoảng là 18 cm, bề ngang là có khoảng là 13, chất liệu vận đồng tổng trọng lượng khoảng 1,4 kg. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 900.000 ha. 900.000 cho một con cá chép như thế này. Cả nhà mình cùng xem ha, rất là đẹp. Xem được nhớ giúp em cho xin một like rồi đăng ký kênh nha. Để mai mốt còn lên sản phẩm tiếp theo để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Rồi, tiếp theo mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay là còn được một con mèo nha cả nhà mình ha. Một con mèo chất liệu vận đồng, một con mèo mạ vàng, chất liệu vận đồng mạ vàng, chiều cao là cao khoảng 20 cm. Và đây, đáy ha. Đạp trên một cục vàng rất là to. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà 1,4 triệu nha. Cho con mèo ha, con mèo linh vật của năm nay ha, chất lượng đồng mạ vàng mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. 11 của ngày hôm nay thì còn được một cặp ngựa. Đây, một cặp ngựa chất liệu vận đồng ha, rất là đáng để sưu tầm. Cặp ngựa này có tổng trọng lượng là khoảng 2,5 kg và chiều cao tổng thể là có khoảng là 22 và chiều dài tổng thể là có khoảng là 24, chất liệu vận đồng, ngựa lông phụng ha. Đây, một mặt đây. Đáy có chuyện luôn nha cả nhà ha. Và cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,800,000 cho mã số 11. Rồi mã số 12. 12 của ngày hôm nay thì còn được một tác phẩm rất là đẹp. Mã số 12 là một tác phẩm là Quan Công Hàng Long, một những tác phẩm huyền thoại nha. Quan Công Hàng Long ha. Tổng trọng lượng là 4,2 kg và chiều cao tổng thể là có khoảng là 28 và bề ngang tổng thể là có khoảng là 20. Thì tượng Quan Công Hàng Long này có giá giao lưu với cả nhà mình 2,5 triệu ha, cho một tác phẩm rất là đẹp, một tác phẩm huyền thoại nha. Đây nguyên một con rồng, đây là tượng Quan Công ha. Mã số 12. Xem được coi như mình có duyên nhau, nhớ giúp em nhân xin một like ha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Đây mã số 13. Rồi theo mã số 14. 14 của ngày hôm nay thì có được một cặp chim nguyên ương. Ở mã số 13. 13 là một cặp chim nguyên ương. Chiều cao là có khoảng là 26. Rồi bề ngang là có khoảng 10 cm. Và cặp chim nguyên ương này có giá giao lưu với cả nhà mình. Cặp chim nguyên ương này là có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,200,000 cho một cặp chim nguyên ương chất liệu vận đồng ha. Ở đây có chuyện luôn, rất là to, rất là đẹp. Đôi chim nguyên ương nha, cái này về để trưng bày phòng khách hoặc là phòng làm việc thôi khỏi chê ha. Rất là đẹp nha, chất liệu vận đồng cũ ha, màu đồng thời gian, mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 của ngày hôm nay thì bên em còn được một cái đỉnh hồ lô nha, một cái đỉnh hồ lô chất liệu vận đồng. Thì chiều cao là 20. Rồi bề ngang là có khoảng là 12, chất liệu vận đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh hồ lô như thế này là 1,4 triệu nha, 1,4 triệu cho một cái đỉnh hồ lô rất là đẹp ha. Cái này có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ em nha, lâu lâu mới có đỉnh hồ lô. Trên đây có chạm hình ảnh dơi này, rất là đẹp. Đây là đỉnh hồ lô ha, mã số 14. 15 ngày hôm nay là một chú gà ha. 15 là một chú gà rất là to, một chú gà tiền nha, đẻ tiền ha, một con gà trống đẻ tiền, tổng trọng lượng là 5,4 kg, chiều cao tổng thể là gần 29, gần 30 cm và đường kính đế là có khoảng là 7 cm. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2,4 triệu nha, cho một chú gà rất là to này ha, gà như ý, có tiền đây nữa ha. Nào số 15. Tượng này thì đáy cũng có chuyện luôn ha. Tiếp theo mã số 16. 16 thì cặp nai ha, cặp nai chất liệu vận đồng. Cặp nai này thì có tổng trọng lượng là khoảng 3,5 kg và chiều cao tổng thể là có khoảng 27 cm và bề ngang là 16 ha, chất liệu vận đồng. Thì bao gồm có hai con như thế này, cả nhà cùng xem ha. Một cặp như thế này, cái sừng rất là đẹp và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,800,000 cho mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 ngày hôm nay thì có được một tác phẩm rất là hay nha. Đó là một cặp bình tứ linh. Đây mã số 17. Mã số 17 là tứ linh long lân quy phụng. Cặp bình này chất liệu vận đồng. Thì giới thiệu cả nhà cặp bình này chất liệu vận đồng ha. Và nó có tổng trọng lượng là khoảng 7 kg, chiều cao là 36 cm, đường kính miệng là có khoảng là 12. Một mặt trước là hình ảnh long lân này, cả nhà cùng xem ha, rồng ha, long lân. Rồi mặt sau là quy phụng. Thì một cặp bình tứ linh này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,4 triệu nha, cho cặp bình đồng tứ linh long lân quy phụng ở mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 thì còn được một cụ cốc ha, chất liệu đồng mạ vàng, đồng nó vệ sinh đánh bóng rồi mạ lên lớp vàng cả nhà luôn ha. Cọc một cụ cốc chưa tài phúc lộc, tổng trọng lượng là 4,8 kg, chiều cao tổng thể là 20 và đường kính đế là tầm
có khoảng là gần 20 cm, ở đáy có chuyện luôn nha cả nhà mình ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 2 triệu đồng nha. Củ cốc rất là to, rất đẹp ngày hôm nay. Mã số 19. Rồi cái này mã số 20. 20 hôm nay là còn được một tượng di đà. 20 là còn được một tượng di đà chất liệu bằng đồng xưa. Thì cả nhà mình cùng xem ha. Đây tượng Phật di đà nha. Và tượng này rất là đáng để sưu tầm ha, rất là đẹp. Tổng trọng lượng là khoảng 3,8 kg. Và chiều cao tổng thể của tượng di đà này rơi vào khoảng là 36. Rồi bề ngang. Bề ngang là 16. Và có giá giao lưu với cả nhà một tượng Phật di đà này 2,8 triệu ha, cho mã số 20. Rồi nha, mã số 21. 21 là một tác phẩm rất là hay nha. Đó là Khổng Minh ha. Khổng Minh Gia Cát Lượng với biệt tài Hô Mưa Gọi Gió nha. Đón Việt Như Thần ha. Ông đang cầm hai cái tay đây. Một tay cầm kiếm, một tay cầm quạt ha. Tổng trọng lượng là khoảng 9 kg. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là có giá giao lưu với cả nhà mình là tượng này là 3,8 triệu. Đây là mã số 21. Đây là mặt sau ha. Rồi mã số 22 cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Và giới thiệu giao lưu với cả nhà mình là một cặp bình nho sóc. Đây mã số 22. Cặp này có tổng trọng lượng là 6,5 kg. Và chiều cao tổng thể là 36. Bề ngang là miệng là 11. Và thân là có khoảng là 18. Và có giá giao lưu cả nhà mình 3,5 triệu ha, cho cặp bình này cũng là mã số cuối cùng của clip ngày hôm nay. Cảm ơn cả nhà mình đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau những sản phẩm độc và lạ hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.